Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Hiện trước mặt của chúng ta đó là quang cảnh lễ ra quân của dự án Vinhome Grand Park, phân khu cao tầng, phân khu The Origami theo phong cách Nhật Bản. Thì trong buổi lễ ra quân đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Vingroup Vinhomes và tập đoàn Mitsubishi Nhật Bản. Sự kiện này được xem là sự kiện lễ ra quân hoành tráng nhất từ trước đến nay cho một dự án bất động sản tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh cũng như tại Việt Nam. Buổi lễ ra quân dự kiến đã có khoảng 12-13.000 các anh chị nhân viên kinh doanh cùng với các khách mời, được tổ chức bên trong công viên ánh sáng khu vực Grand Park. Công viên ánh sáng 36 hectare là công viên trung tâm của Vinhome Grand Park quận 9 và dự kiến trong tương lai sẽ tổ chức những cái buổi tiệc hoành tráng nhất của cư dân tại đây cũng như của quận 9. Qua sự kiện này thì mình cũng xin thông báo lại cho các anh chị những cái mốc thời gian sự kiện mở bán sẽ diễn ra sắp tới. Vào ngày 16 giờ tức 4 giờ chiều ngày 29 tháng 7 thì chúng ta sẽ ngưng nhận booking cho phân khu The Origami. Và ngày 31 tháng 7 tức khoảng một vài ngày sau đó thì chúng ta sẽ có rổ hàng để phân phối lại cho các khách hàng mà đã có booking. Và lưu ý, chỉ có khách hàng có booking mới mua được. Và Vinhomes cũng đã đưa ra cái lộ trình tăng giá là mỗi một khu, một tòa thì sẽ có những cái mức tăng giá nó khác nhau, tăng giá từ khoảng 3% cho tới 6% tùy tòa, tùy view. Và đặc biệt phân khu The Origami là có cái view rất là thoáng, view về phía công viên ánh sáng, trung tâm thương mại, bờ sông Đồng Nai và đặc biệt là view về phía sân golf Thủ Đức. Các anh chị có thể thấy những video clip trước của Khoa vào khoảng ban đêm thì cái view về ban đêm về khoảng sân golf của Thủ Đức thì rất là đẹp nha các anh chị. Cả một vùng rực sáng những cánh đèn của sân golf và cái không gian mảng xanh rất là nhiều, khu vực đó phóng xa tầm mắt của chúng ta. Song song với việc nhận booking và mở bán của phân khu The Origami, phân khu cao tầng thì cũng diễn ra phân khu thấp tầng cho lễ mở bán vào mỗi ngày chủ nhật. Manhattan Glory được tổ chức ở tại Vinhome Central Park Nguyễn Hữu Cảnh, ở bên trong cái tòa nhà Landmark 81 và đặc biệt đó chính là khách sạn 5 sao Vinpearl Luxury. Các anh chị nào quan tâm về phân khu thấp tầng này có thể liên hệ sớm với Khoa, tại vì trong chiều nay chủ nhật sẽ diễn ra một cái event mở bán tiếp một vài chục căn của các phân khu thấp tầng Manhattan Glory. Phân khu này cận kề sông Đồng Nai hơn. Và đặc biệt phân khu này sẽ tập trung về mảng nhà ở, văn phòng cho thuê, những shop house. Phân khu Manhattan Glory sẽ liền kề với tòa nhà 45 tầng. Đó chính là cái điểm nhấn của toàn dự án của chúng ta. Tòa nhà này dự kiến sẽ đặt tổng hành dinh của Vinhome tại thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc ở trong cái tòa nhà này. Và tòa này, nhà này cũng sẽ là biểu tượng của cái thành phố mới năng động của chúng ta. Và phân khu thấp tầng Manhattan Glory có các loại diện tích như 84m², 96m², 108m², 126m², 162m² và những căn biệt thự
đầu hồi 225m2, 257m2 biệt thự đơn lập, và có những căn biệt thự đơn lập cũng có diện tích tương tự. Các anh chị nào quan tâm hãy liên hệ sớm với Khoa qua số điện thoại là 0979 67 6655. Khoa sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp. Hy vọng các anh chị có thể liên hệ sớm để tư vấn thêm về phân khu thấp tầng này. Cùng với đó là phân khu cao tầng, Diorami cũng sẽ sớm mở bán nhanh. Phân khu The Origami trong cái buổi event diễn ra vào tối đêm qua đã có những cái thông tin chính thức từ chủ đầu tư về loại diện tích trong căn hộ của chúng ta, và đặc biệt đã có sự cải tiến khá là nhiều về căn 3 phòng ngủ. Trước đó thì chúng ta chỉ có căn 3 phòng ngủ từ 79 cho tới 84m2 thôi. Còn hiện phân khu The Origami chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ 81 cho tới 103m2, và đặc biệt sẽ có 3 phòng ngủ cộng 1 lớn hơn là từ 103 cho tới 108m2. Đặc biệt những căn 3 phòng ngủ này là chính là những căn gốc, căn studio từ 27 cho tới 39m2, căn 1 phòng ngủ từ 36 cho tới 41m2, căn 1 phòng ngủ cộng 46 cho tới 52m2, căn 2 phòng ngủ 58 cho tới 69m2, 2 phòng ngủ cộng 1 69 cho tới 70m2. Thì cái này cũng tương tự với phân khu The Rainbow. Và các anh chị nào có nhu cầu ký gửi phân khu Rainbow, ký gửi cho thuê hay là chuyển nhượng, hãy liên hệ với Khoa qua cùng số điện thoại trên hiển thị trên góc phải bên màn hình của chúng ta. Các anh chị nào vẫn còn thắc mắc về việc nhận nhà thì hiện bây giờ những cái tòa chữ Z là những cái tòa thấp tầng 24 tầng là đang được nhận nhà trước. Những anh chị nào có lịch từ nhận nhà 20 tháng 6 thì sẽ đang bây giờ là cái thời điểm nhận nhà. Và đặc biệt những anh chị nào mà không vay thì phải đóng tiền trước. Sau đó sẽ đưa hóa đơn ủy nhiệm chi cho bên chủ đầu tư và hẹn cái thời điểm lên nhận nhà. Phân khu Manhattan Glory của chúng ta thì hiện số lượng căn còn lại không nhiều các anh chị. Và đặc biệt là những phân khu thấp tầng ở đây thì có thể kinh doanh được khá là tốt, tại vì tổng hợp lại chỉ khoảng 1.000 căn nhà phố thấp tầng, bao gồm cả biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, cho cái tỷ lệ mà 71 tòa nhà chung cư cao tầng. Thì sau này cư dân sẽ sử dụng những cái dịch vụ tiện ích mà đem lại từ những cái căn nhà phố thấp tầng của anh chị cho thuê, hàng quán hay là mở cái dịch vụ nhu yếu phẩm. Ở ngay Manhattan Glory của chúng ta sẽ có một cái khu đất dành cho trung tâm thương mại. Thì dự kiến sau này chủ đầu tư sẽ cho một cái đơn vị về xây trung tâm thương mại ở đây thuê. Khoa cũng xin nói thêm là trong cái Vinhomes Grand Park của chúng ta sẽ có một cái tuyến, cái bến, cái trạm xe buýt trung chuyển cho cư dân. Thì hiện chúng ta đã có hai cái lộ trình, cái tuyến vận chuyển cư dân ra tới ngã tư Thủ Đức, tới ngay cái trạm metro, trạm dừng metro ở đó. Và trong tương lai ngắn là chúng ta cũng đang khảo sát một cái tuyến xe buýt trực tiếp di chuyển cư dân của Vinhomes Grand Park quận 9 trực tiếp thẳng tới sân bay Tân Sơn Nhất luôn. Bây giờ mời các anh chị cùng theo dõi lại những video clip mới nhất và video clip đầu tiên về lễ khai quân The Origami tại công viên ánh sáng, công viên 36 hecta. Nếu các anh chị thích kênh hãy để vui lòng đăng ký subscribe ở bên dưới để nhận được các video clip mới nhất mà Khoa sẽ update liên tục về đặc biệt Vinhomes Grand Park và các dự án ở khu vực Thủ Thiêm quận 2. Khu vực Thủ Thiêm quận 2 Khoa cũng đang phân phối dự án The Metropole Thủ Thiêm, đặc biệt là tháp Opera Residence. Opera Residence là ngay sau nhà hát Opera của chúng ta, mặt tiền của sông Sài Gòn.
view trực tiếp về muộn nhất, và cũng sẽ mở bán vào ngày 1 tháng 8 tới đây. Hiện bây giờ đã có những cái thông tin chính thức rồi. Giờ Sora xin tạm ngưng video clip đây. Chúc các anh chị có một ngày cuối tuần vui vẻ, ấm áp bên người thân và gia đình.